Chào các bạn, hôm nay thì chúng ta sẽ quay trở lại khu Riyadh Metro City Nhà Bè để cập nhật lại cái giá chào bán cho cái loại biệt thự song lập, là cái loại diện tích là 10m chiều ngang nhân 20m chiều dài các anh chị nha. Để trước khi đi vào quay lại những cái hình ảnh bên trong của căn biệt thự 10m chiều ngang 20m chiều dài á, thì chúng ta cùng xem qua những cái góc quay tại Lobhouse của khu Riyadh Metro City Nhà Bè để cho các anh chị xem về cái tổng thể những cái hình ảnh nổi bật tại ở đây. Rồi chúng ta sẽ quay qua cái biệt thự 10x20 và tổng diện tích đất là 200m2, tổng diện tích sàn của nó là 300, để chúng ta mô tả lại một lần nữa và cập nhật lại cái giá chào bán mới nhất tại thời điểm là tháng 4 năm 2023 cho quý anh chị nắm về giá mua bán mới nhất lúc này nó đang có giá là bao nhiêu. Đây là cái thước phim mà cập nhật lại, cho nên thì Tính sẽ lướt sơ qua những cái phần đầu 1-2 phút đầu tiên và trên phim thì để cho anh chị cảm nhận thôi, chứ mình không có nói chi tiết vào nhiều nha anh chị. Đây là cái góc quay đẹp tại buổi trưa á chị nha, lúc này thì trời nó cũng nắng cũng không đầy đủ lắm. Rồi còn đây là cái mặt trước của cái loại biệt thự là 200m2. Đây là biệt thự song lập nha các anh chị. Còn đây là cái đường nội bộ trước dãy biệt thự của chúng ta. Bên tay phải là loại 200m2, còn bên tay trái là cái loại là 250m2 nha anh chị. Cái vị trí này thì nó gần ở chỗ Lobhouse của dự án Riyadh Metro City. Chiều ngang mặt trước của căn này là 10m và chiều dài của nó là 20m. Tổng diện tích đất được công nhận là 200m2 và kết cấu xây dựng của nó là 3 tầng lầu nha các anh chị. Và 3 tầng lầu và áp mái. Bây giờ chúng ta sẽ cùng tiến vào bên trong. Phía trước nhà thì có một cái khoảng lùi. Khoảng lùi trước nhà là 3m. Còn khoảng lùi phía sau nhà là 2m và bên hông bên nhà của căn nhà là 2m2. Đây là cái vị trí mà Tính đứng ngay cửa nhìn vào. Cái giá chào bán mới nhất cho cái loại mà 200m2 này đang rao ở mức là từ dao động từ vùng là 23 tỷ 500 triệu cho đến 24 tỷ một căn nha các anh chị. Ở hiện trạng thì hoàn thiện bên ngoài và giao thô bên trong. Những hình ảnh mà quý anh chị xem là Tính ghi hình thực tế tại cái căn biệt thự song lập 10m chiều ngang nhân 20m chiều dài. Còn đây là cái góc quay nhìn ở phía sau, nhìn ra cái dãy nhà phố là 7 x 17, 119m2. Rất là khu vực này thì rất là tiềm năng trong tương lai. Riyadh Metro City thì Tính đã nói rất là nhiều trên phim ảnh rồi. Hôm nay là một cái dự án của chủ đầu tư Riyadh Hàn Quốc, là cái nguồn vốn là 100% là vốn FDI nha anh chị. Với tổng quy mô của nó lên đến gần 349 ha. Thật là rất là nhiều chứ không có là ít đâu. Cái phân khu đầu tiên là Zai Gai 1, Zai Gai Cao Tây 1 các chị, với tổng diện tích của cái phân khu 1 là 17,9 ha. Nó được quy hoạch thành là 359 căn biệt thự, nhà phố và nhà phố thương mại. Tổng mật độ xây dựng là 30% trong cái phân khu 1 này, và vừa tháng 12 vừa rồi mới bàn giao. Thời hạn sử dụng cho người Việt Nam là lâu dài, còn đối với người nước ngoài thì thời hạn là 50 năm. Bây giờ Tính sẽ nói sơ lược cơ bản trên video này luôn cho các anh chị nắm luôn nha anh chị. Về shop house thì tại phân khu 1 này được quy hoạch xây là 66 căn, rồi nhà phố thương mại thì được cũng xây là 66 căn. Còn cái loại mà biệt thự song lập mà diện tích là 162m2 thì được xây là 40 căn. Còn cái loại biệt thự mà song lập là 200m2 thì được xây là 76 căn. Còn cái loại biệt thự mà đơn lập là 250m2 thì xây 63 căn. Còn cái loại mà có cái view và cũng khoảng công viên mà nhìn ra hồ, nhìn ra sông và công viên phía sau nhà chỉ có 14 căn độc tôn thôi. Và cái loại đây hiện tại thì đang rất là hiếm có hàng ra thị trường nha anh chị. Giá chào bán
tại cái thời điểm này thì cái loại mà 300m² sân vườn thì bây giờ chưa có cái sản phẩm để mình chào ra, mà chào ra khách hỏi không có hàng bán thì rất là kỳ. Rồi về cơ bản thì tính nói sơ sơ về cái thông tin như vậy, và mình sẽ quay lại cái chủ đề là quay lại cái căn nhà chúng ta cho các anh chị xem về những cái hình ảnh bên trong, và tính sẽ cập nhật lại cái giá cuối cùng đang chào bán tại thời điểm tháng 4 là 23.500.000.000 cho đến 24 tỷ một căn nha chị. Nếu mà tìm cái giá tốt hơn thì cũng có thôi, nhưng mà mình phải hẹn trước nữa, mình phải gọi cho Tiến để Tiến coi có hay không Tiến mới ráp được, chứ bây giờ đang có cái giá giao dịch từ vùng là 23.5 tỷ đến 24 tỷ. Thì trong phim này thì Tiến nói thẳng luôn như vậy, nếu mà anh chị muốn mua thì cứ gọi cho Tiến để Tiến coi hàng hóa còn hay không và có ai kẹt tiền bán rẻ hơn hay không. Video này thì Tính xin dừng cái phần bình luận lẻ ở đây, và những thức phim còn lại thì Tính sẽ mở nhạc và không bình luận trên phim ảnh. Nếu chị thấy video này hay cũng như hữu ích thì cho Tính một like cũng như là một đăng ký kênh để cho Tính có động lực làm video trong thời gian tới nhiều hơn về cái khu dây gai Nhà Bè cũng như là khu Red Metro City Nhà Bè các anh chị nha. Đây là phân khu đầu tiên. Về tương lai khu này nó phát triển hay không thì các anh chị lên Google gõ GS Nhà Bè của ai, của chủ đầu tư Hàn Quốc thì khỏi lo rồi. Hàn Quốc làm với 100% là vốn FDI mà, cho nên thì dù gì nước ngoài nó cũng ngon hơn mấy ông Việt Nam mà rất là nhiều các anh chị nha, yên tâm nha, không có bỏ con dĩ chợ đâu. Rồi số điện thoại của Tiến là 0983 383 509. Nếu mà quý anh chị quan tâm thì vui lòng gọi ngay cho Tiến theo số phone là 0983 383 509. Những hình ảnh mà chúng ta vừa xem trên góc nhìn flycam cũng như quay tại đây á, thì đây là phân khu đầu tiên Z-Gay County 1 mới bàn giao, với tổng quy mô nó chỉ có là 17,9 hecta, trong tương lai là 350 hecta, rất là lớn và rất là tiềm năng. Ở đây là nhiều theo nghĩa nha các anh chị. Nếu mà quý anh chị mà hiểu về cái dự án Red Metro City Nhà Bè thì có nghĩa là sẽ xuống tiền đầu tư ngay như lúc này luôn, chứ không phải chần chờ. Nhà đầu tư thì có cách đầu tư của họ thì Tính sẽ không phân tích, cũng không nói nhiều gì thêm. Mọi người đều có một cái góc nhìn của mình và có cái suy nghĩ của mình, và Tính sẽ đóng vai trò là một người môi giới và nói và phân tích trên cái góc nhìn của một người môi giới để cho quý anh chị nắm về cái tổng thể dự án của 349 hecta. Nó sẽ phân ra làm gồm 5 giai đoạn phát triển nha anh chị, và dự báo dân số dự kiến là khoảng là 68.000 con người sẽ tập trung ở đây, và tổng quy mô là 17.000 căn hộ gia đình về đây sinh sống. 349 cho là 350 đi, nó gần bằng là khu đô thị Phú Mỹ Hưng ngày hôm nay là 450 á. Cho nên thì mọi người nói là nó có tương lai không, thì qua góc nhìn của Tính thì Tính xin nói là ngắn gọn một câu: rất là có tương lai và rất là tiềm năng trong tương lai. Hãy gọi ngay cho Tiến thuê số điện thoại là 0983 383 509 để hẹn lịch đi xem thực tế, và biết đâu được trong tương lai các anh chị mua ở đây đó, nó sẽ là Phú Mỹ Hưng thứ hai, được mệnh danh là Phú Mỹ Hưng thứ hai ở khu Nam thành phố Hồ Chí Minh nha anh chị. Chào và hẹn gặp lại các anh chị ở những tập tiếp theo.